đến với chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hôm nay mình chia sẻ với anh chị em và các bạn một mẫu cúc hoa. Chúc mừng ha. Đầu tiên đây là mình đã có một cái hộp gỗ. Đây, đây hộp gỗ vuông dài khoảng 30. Đó. Rồi ở đây mình đã có một cục xốp này. Đầu tiên là mình sẽ cuộn cục xốp này vào trong hộp gỗ này ha. Để cuộn cục xốp vào trong hộp gỗ mình sử dụng dây ni lông. Bây giờ mình cho cái cục xốp này vào trong này ha. Đó. Rồi mình mới dùng hai cây này, mình mới chắn ngang qua để mình buộc xốp lại. Nó hơi rộng một chút xíu cho nên là mình sẽ lấy một cái xốp nữa mình chèn vô. Rồi bây giờ để cắm ở đoạn này mình sẽ sử dụng lá dương xỉ ha. Đây là lá dương xỉ Pháp. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng màu sói. tường màu trắng, đây là lớp mưa đẹp, đẹp, không có tường bừng. Rồi, vậy là mình đã xong được một cái giỏ hoa chúc mừng, và các bạn hoàn toàn có thể áp dụng vào trong những dịp sinh nhật hoặc là những dịp lễ Tết ha. Và đây là mình đã sử dụng ngọn hoa ngọn sói song hỷ này, kết hợp với là ngọn sói màu vàng này. Rồi bên cạnh đó là mình đã sử dụng ngọn hoa cát tường, cùng với lại là hoa hồng màu keo ha. Và đây là mình đã sử dụng là bao gồm là con lá bùi trồn này, cùng với lại cây thủy trúc này, lá sơn tùng này, và lá dương xỉ Pháp. Ở phía bên sau này là mình có sử dụng đây là lá trúc bách hợp ha. Trong quá trình mà các bạn thực hành, nếu có những cái gì chưa rõ hoặc là các bạn có thắc mắc gì vui lòng comment ha, mình sẽ trả lời các bạn một cách nhanh nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.